Kính chào quý vị, đây là thời gian dành cho bản tin thời sự buổi sáng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin sáng nay thứ sáu ngày 31 tháng 3 sẽ có những thông tin đáng chú ý. Bến Lức triển khai cao điểm 90 ngày đêm, tăng tốc cấp căn cước công dân và cập nhật thông tin định danh điện tử cho người dân. Xử lý nghiêm hành vi kinh doanh xăng dầu kém chất lượng. Ngân hàng Thế giới cảnh báo triển vọng u ám của kinh tế toàn cầu. Bây giờ là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng, công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2023. Năm qua, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Trong năm, huyện tiếp nhận giải quyết hồ sơ trước hạn đạt tỷ lệ 70% và không có hồ sơ trễ hạn. Kết quả đánh giá sự hài lòng trong việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính đạt trên 99% mức độ hài lòng. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho cán bộ và nhân dân huyện đạt hạng nhất trong công tác cải cách hành chính năm 2022. Liên đoàn Lao động tỉnh Long An có buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Cần Giuộc duyệt văn kiện Đại hội Công đoàn lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến thời điểm này, 100% công đoàn cơ sở tại huyện tổ chức thành công đại hội. Liên đoàn Lao động huyện đã thành lập các tiểu ban để thực hiện nhiệm vụ đại hội, hoàn tất nội dung dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành, báo cáo ủy ban kiểm tra, đề án nhân sự và tổ chức lấy ý kiến trong ban thường vụ, ban chấp hành và huyện ủy Liên đoàn Lao động tỉnh. Đại hội Công đoàn huyện Cần Giuộc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ theo phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. Đại hội dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 4 2023. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Long An tổ chức hội thảo nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn trong công tác bảo vệ người lao động, tham gia tố tụng, giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án và khởi kiện thu kinh phí công đoàn. Đến nay, toàn tỉnh Long An có 18 khu công nghiệp đi vào hoạt động trên tổng số 37 khu công nghiệp được chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hiện đang quản lý 642 công đoàn cơ sở doanh nghiệp trực thuộc. Sau đại dịch Covid-19, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tuy đã dần hồi phục nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề. Một số doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của người lao động và phải ngừng hoạt động, làm ảnh hưởng lớn đến chế độ bảo hiểm cho người lao động như ốm đau, thai sản, bảo hiểm thất nghiệp. Tại hội thảo, cán bộ công đoàn được trang bị kỹ năng tham gia tố tụng với các nội dung chính như quy trình khởi kiện, quy trình thẩm vấn, tranh luận, trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể, thẩm quyền khởi kiện. Qua đó, cán bộ công đoàn được bổ sung trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết liên quan đến công tác bảo vệ người lao động. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Long An kết hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Thạnh và Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức triển khai mô hình sản xuất lúa theo hướng Việt Gáp vụ hè thu năm 2023, mô hình điểm năm thứ hai. Mô hình thực hiện trong vụ hè thu 2023 với tổng diện tích sản xuất là 50 hecta, có 25 hộ tham gia. Các hộ tham gia mô hình sử dụng giống xác nhận OM18 và IR4625 với lượng giống gieo xạ là 100 kg một hecta. Đặc biệt, mô hình áp dụng một số kỹ thuật công nghệ tiên tiến như sử dụng giống lúa chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, quy trình 1:6 giảm, sử dụng phân tiết giảm đạm. Mô hình nhằm giảm chi phí trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và lợi nhuận cho nông dân, đồng thời góp phần thay đổi tập quán sản xuất lúa của bà con từ sản xuất nhỏ lẻ sang hướng sản xuất liên kết chặt chẽ với tiêu thụ sản phẩm trong cánh đồng lớn theo chuỗi giá trị bền vững. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Hóa tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách và người cao tuổi trên địa bàn xã Thạnh Phú. Tại đây, các y bác sĩ của đoàn tình nguyện Bệnh viện Đa khoa Long An Segaro cùng với các y bác sĩ của huyện đã tận tình khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho gần 300 người dân trên địa bàn xã, đồng thời cấp thuốc điều trị những bệnh thông thường và tư vấn người bệnh phương pháp điều trị bệnh cho người dân. Ngoài khám chữa bệnh, đoàn tình nguyện còn tặng quà cho người dân đến khám. Tổng kinh phí tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà trong đợt này là trên 120 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An vận động Bệnh viện Đa khoa Long An Segaro tài trợ.
Thưa quý vị, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, huyện Bến Lức đang huy động lực lượng triển khai cao điểm 90 ngày đêm, tăng tốc cấp căn cước công dân và cập nhật thông tin định danh điện tử cho người dân. Tính đến nay, huyện đã cấp được trên 31.000 tài khoản định danh điện tử, đạt trên 22%. Để đảm bảo đến ngày 30 tháng 6, 2023, phải hoàn thành việc cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho người dân, công an huyện, các xã, thị trấn huy động lực lượng tập trung quyết liệt trong việc phối hợp, hỗ trợ công tác cấp căn cước công dân và định danh điện tử. Công an huyện Lức hiện nay đang cấp 2 máy, một máy cấp tại công an huyện, để cấp cho nhân dân thị trấn Bến Lức và các xã lân cận, và một máy lưu động hiện đang cấp xã Phước Lợi và xã Mỹ Yên để cấp cho nhân dân đến tại công an xã làm nơi gần nhất, sau đó lưu động cho tất cả các xã còn lại. Trong thời gian 90 ngày đêm tăng tốc cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho người dân, các tổ công tác sẽ làm việc tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Ngoài hai buổi làm việc chính, các tổ cũng tăng cường lực lượng làm việc vào các buổi tối từ 18 giờ đến 22 giờ, góp phần giúp huyện thực hiện hoàn thành việc cấp căn cước công dân và định danh điện tử đúng thời hạn. Thưa quý vị, nhằm trang bị cho các em học sinh kỹ năng sống, ý thức rèn luyện bản thân, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh vừa tổ chức chương trình Học làm người có ích cho 120 em học sinh trường Trung học cơ sở Hậu Nghĩa. Đây là hình ảnh các em học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm nấu bữa cơm gia đình tại chương trình. Tự tay cùng nhau làm các món ăn. Đây không chỉ là dịp để cho các em có trải nghiệm thực tế, mà còn giúp cho các em trang bị kỹ năng cần thiết, nâng cao ý thức sống tự lập. Có bạn lặt rau, có bạn lấy cây để làm để đốt, để đống củi. Rồi có bạn lấy gia vị, có bạn niêm đồ ăn, được kết nối bạn bè với nhau. Tại vì thường thì ở trên lớp thôi chứ chưa có được nấu ăn cùng nhau bây giờ, hay là được trải nghiệm cùng nhau gì rất là vui, ý nghĩa. Để thực hiện cái chương trình này thì ban giám đốc trung tâm cũng như là ban giám hiệu các trường bàn bạc rất là kỹ cùng nhau để bàn bạc cái chương trình, thống nhất về cái kinh phí và sau đó là chiêu sinh. Thì đây là trên tinh thần các em là được sự thống nhất rất cao của phụ huynh để đăng ký tham gia. Không chỉ là vui chơi, trải nghiệm, chương trình còn dành ra các buổi nói chuyện chuyên đề, những khía cạnh về đời sống, tình cảm, gia đình. Qua đó giáo dục, định hướng cho các em biết được hành vi ứng xử phù hợp của lứa tuổi trong việc kết nối với gia đình, bạn bè và thầy cô. Đặc biệt chương trình còn tổ chức buổi tư vấn, xác định mục tiêu định hướng nghề nghiệp rất cần thiết cho các em khối cấp 2. Các em thường có hay xây dựng ước mơ cho chính mình mà các em không có nắm rõ được cái năng lực học tập của mình. Cho nên là từ trung học cơ sở chúng ta chia sẻ với các em thì các em hiểu được cái điểm mạnh, cái điểm yếu của mình để chọn được cái ngành nghề như mình mong muốn. Hướng tới thì ban giám đốc cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các trường để chiêu sinh các em học sinh đến để tham gia các cái lớp kỹ năng sống như là học làm người có ích, người con hiếu thảo. Đặc biệt sắp tới là Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi sẽ phối hợp với lại Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 3 tổ chức cái lớp là Em làm chiến sĩ công an nhân dân. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, trong năm qua, Trung tâm đã tổ chức hơn 30 chương trình học làm người có ích như thế này. Dù khóa học chỉ gói gọn trong một ngày, nhưng các em học sinh đã tiếp thu nhiều bài học hữu ích, tạo thói quen tốt, rèn luyện mỗi ngày cho bản thân. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh xăng dầu kém chất lượng. Trong công văn về việc kiểm tra, xử lý vi phạm chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, Tổng cục Quản lý Thị trường đề nghị Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố cũng được yêu cầu ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề về chất lượng xăng dầu. Trường hợp phát hiện vi phạm, kiên quyết xử lý để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Sau nửa tháng quyết liệt ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm. Với phương châm giành lại vỉa hè phong quang sạch đẹp cho người đi bộ, Công an thành phố Hà Nội đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 197 của thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý trên địa bàn thành phố, triển khai theo 3 bước:
Kết quả sau 15 ngày ra quân, Công an thành phố đã xử lý được trên 14.000 trường hợp về trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 9,7 tỷ đồng và xử lý gần 6.000 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, với số tiền là 2,6 tỷ đồng. Công an Hà Nội khẳng định với những giải pháp quyết liệt, địa bàn thành phố sẽ đi vào nền nếp trật tự trong thời gian tới, hướng tới xây dựng nếp sống xanh, sạch đẹp, văn minh đô thị. Thưa quý vị, giảm văn bản giấy, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian chuẩn bị họp và họp, giúp cho lãnh đạo đưa ra các quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác là những hiệu quả bước đầu khi triển khai mô hình phòng họp không giấy tại các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Long An. Theo đó, VNPT Long An đã phối hợp triển khai hệ thống phòng họp không giấy từ năm 2019 cho các cuộc họp của văn phòng tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện với quy mô hơn 100 người dùng một cuộc họp. Các tài khoản được tích hợp đảm bảo cho việc đại biểu chỉ cần sử dụng một tài khoản duy nhất để tham dự vào các cuộc họp của các đơn vị khác nhau. Hiện nay, việc thao tác trên thiết bị thông minh khá dễ dàng, nên giúp các đại biểu tiết kiệm thời gian hơn so với việc nghiên cứu tài liệu giấy như trước đây. Phòng họp không giấy giúp tiết kiệm chi phí in tài liệu. Các đại biểu cũng có thể truy cập nhiều tài liệu cùng một lúc thông qua thiết bị thông minh. Qua đó giúp đổi mới phương thức làm việc và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các kỳ họp của Ủy ban Nhân dân hay Hội đồng Nhân dân các cấp, góp phần cải cách hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trên địa bàn. Ngân hàng Thế giới đã đưa ra cảnh báo về triển vọng kinh tế thế giới. Theo đó, Ngân hàng Thế giới đánh giá tiềm năng tăng trưởng trung bình của kinh tế thế giới trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 3 thập kỷ. Báo cáo viết, đây có thể là một thập kỷ mất mát, trừ khi chính phủ các nước triển khai được các sáng kiến để thúc đẩy nguồn cung lao động, tăng năng suất và đầu tư. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, tiềm năng tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại trên diện rộng và tác động sâu sắc đến khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như đẩy lùi tình trạng đói nghèo. Theo Ngân hàng Thế giới, đầu tư thấp là nguyên nhân kéo tăng trưởng chậm lại ở các nền kinh tế đang phát triển và làm thương mại quốc tế giảm tốc. Tuy nhiên, nếu các chính phủ nỗ lực thúc đẩy đầu tư trong các lĩnh vực bền vững, kết hợp với cắt giảm chi phí thương mại, đẩy mạnh dịch vụ và mở rộng thị trường lao động, thì có thể sẽ nâng mức tăng trưởng GDP tiềm năng thêm 0,7 điểm phần trăm lên mức 2,9%. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF và Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã đưa ra báo cáo cảnh báo những nguy cơ đối với trẻ em liên quan trí tuệ nhân tạo, trong đó có quyền riêng tư, vấn đề an toàn, các tác động đối với tâm lý và hành vi. Trẻ em cũng có thể bất cẩn hơn khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng. Theo đó, trẻ dễ trở thành nạn nhân của các vụ xâm nhập dữ liệu trái phép. Báo cáo cũng cho rằng, trí tuệ nhân tạo có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng và thiên vị. Chẳng hạn, các trường sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để sàng lọc các đơn dự tuyển của học sinh, sinh viên, có thể vô tình nhưng theo một cách có hệ thống loại trừ một số nhóm ứng viên. Để ngăn chặn cũng như giảm thiểu các nguy cơ, giới chuyên gia cho rằng, giáo dục chính là giải pháp quan trọng. Trẻ em cần hiểu cách thức hoạt động của những công nghệ này để có thể nắm được những lợi ích, rủi ro tiềm ẩn và cách sử dụng hiệu quả những công cụ này. Vịnh Richard của Nam Phi hiện có cảng xuất khẩu than lớn nhất ở châu Phi và là một trong những cảng xuất khẩu than hàng đầu trên thế giới. Để đảm bảo môi trường tại đây vẫn luôn xanh sạch đẹp, trong nhiều năm qua, ban quản lý đã tăng cường nhiều biện pháp bảo vệ môi trường nhằm tối ưu hóa các tiêu chuẩn vệ sinh. Thuộc sở hữu của 13 công ty khai thác than, cảng than tại Vịnh Richard có tổng công suất hơn 90 triệu tấn mỗi năm và chịu trách nhiệm cung cấp than cho các nền kinh tế lớn trên thế giới. Đối với các container chờ xuất khẩu, cảng cho lắp đặt hệ thống máy lọc bụi bằng nước nguyên tử để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ. Ngoài ra, các xe chở nước có hợp chất hóa học sẽ chạy thường xuyên quanh cảng để nén chặt bụi và giảm lượng khí thải. Ngoài ra, ban quản lý cảng cũng đã cho trồng rất nhiều cây xanh trong khu vực và đưa ra các quy định chặt chẽ về bảo vệ môi trường. Không chỉ nổi tiếng với xì gà, Cuba còn được biết đến với rượu rum.
Loại rượu được làm từ mía và du nhập từ châu Âu vào thế kỷ 16. Rượu rum nhẹ Cuba trải qua nhiều thế kỷ đã trở thành một phần của bản sắc Cuba. Đây không chỉ đơn giản là một sản phẩm, mà còn phản ảnh nghệ thuật truyền tải kiến thức của các thế hệ. Quá trình sản xuất rượu rum Cuba rất khác biệt. Rượu rum được làm hoàn toàn từ mật mía lên men, sau đó chưng cất hàng loạt và ủ ít nhất 2 năm và có thể hàng chục năm, cho ra đời loại rượu ngọt nhẹ với hương vị đặc trưng. Kiến thức của những bậc thầy về rượu rum nhẹ Cuba được truyền tải bằng lời nói, cử chỉ, cảm giác từ thế hệ này sang thế hệ khác và đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Thông tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.